Đối với em thì ấn tượng mạnh mẽ nhất của em là thầy Luân dạy Vô Việt Nam. Em lại thích nhất là cô Vân. Tại cô Vân là người truyền cảm hứng. Và ấn tượng là ngày đầu tiên gặp cô Vân là em được tư vấn chuyển ngành. Nhưng mà sau khi nói chuyện thì cô Vân là nguồn động lực để giúp em học tiếp ngành này. Trường FPT em cũng mới học được có vài kỳ, nhưng mà nếu mà ấn tượng nhất thì em chắc là ấn tượng với thầy Hoàng, hay bút danh là giáo làng FPT. Thầy dạy với một cái năng lượng khiến học sinh rất là hứng thú học tập và có những câu chửi gọi là đi vào lòng người á. Trong trường này em ấn tượng với một người có biệt danh là giáo làng nhất ạ. Chắc là trong trường này thầy la em nhiều nhất nên là em ấn tượng nhất. Thầy cô truyền thông thì em thấy người nào cũng vui, cũng để lại cho em nhiều bài học với ấn tượng hết. Nhưng mà ấn tượng nhiều nhất trong lòng em chắc là thầy Dương. Tại vì em cảm thấy là những cái mail của thầy á, nó rất là vui, nó truyền cảm hứng cho em rất là nhiều. Em cảm nhận được cái sự bay bổng của thầy khi làm nghề á. Em muốn sau này cái hình ảnh em hướng tới là trong đầu em nó sẽ bay bổng như vậy để em làm tốt công việc của em. Em có nghe sơ qua về những ngành khác, em nghe các bạn review thì khá là căng thẳng. Nhưng mà đối với cái ngành ngôn ngữ Anh của tụi em á, thì em thấy là cô nào thầy nào cũng dễ thương hết. Ở lớp của em á, thì em có ấn tượng với lại khá nhiều thầy cô, trong đó có thể nói là cô Trang, cô Nguyên là hai cô mà gần gũi với tụi em nhất, là hai cô rất là xì tin. Và hiện tại bây giờ thì em mới gần đây em ấn tượng với lại cô Huế dạy tụi em môn văn hóa Việt Nam. Ba cô này có một điểm chung đối với em, đó là ba cô rất là hay đi ăn với tụi em. Tụi em tâm hồn ăn uống nhiều và ba cô cũng tâm hồn ăn uống, nên là không những học tập mà là ở ngoài đời nói chuyện thì cũng khá là hợp nhau nữa. Cái mail đầu tiên mà thầy gửi cho em thôi, em hơi bất ngờ về tên mail của thầy. Nó rất là hay lạ, thì em đã đọc tới đọc lui cái mail đó rất là nhiều lần. Tại vì nó vui. Tên mail của thầy là cậu ấm thơ ngay, thì em nhớ tới bây giờ luôn. Thì em rất là thích, em thấy lạ vui và em thích đó. Kỷ niệm á? Kỷ niệm thì em chắc kỷ niệm hết cả kỳ, bởi vì thầy lúc nào thầy cũng chửi với đánh à. Thôi, mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Nhưng mà kiến thức nhận vào thì rất là nhiều. Dạ, ấn tượng đầu tiên của em với thầy là thầy hỏi em là tại sao mày còn ở đây? Tại sao mày còn ở đây? Sao còn ở đây? Người ta chưa bắt em ra phát trường à? Sau đó em trả lời thầy là dạ em lầm đường lỡ bước. Kể từ giây phút đó thì thầy la em đến bây giờ. Với em thì còn thương mới còn la, còn nếu mà thầy không có quan tâm đến mình nữa thì lúc đó em mới sợ. Một cái kỷ niệm mà em không bao giờ quên được là trong lớp của thầy Luân thì em có nằm lên đùi của một bạn nam khác. Và chính vì điều đó thì thầy đã nhớ mặt em luôn trong suốt cả ba khóa học. Và riêng cái ngày hôm đó thì em bị thầy phạt cái đất 50 cái. Và dạ em muốn gửi lời cảm ơn tới thầy, bởi vì nhờ thầy mà em đã có một cái thân hình gọn gàng hơn. Dạ, nhân ngày 20 tháng 11 thì em muốn chúc đến toàn thể các giảng viên trường đại học FPT một ngày 20 tháng 11 thật là vui vẻ, tràn đầy kỷ niệm. Con xin chúc cô là lúc nào cũng sẽ luôn tươi vui như vậy và luôn xinh đẹp như vậy. Em chúc cho các thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 này là sẽ luôn giữ được cái nguồn năng lượng tích cực của mình. Cùng với đó là sẽ có thêm được nhiều học trò ngoan, học trò vui và học trò dẫn các cô đi ăn nhiều chỗ hơn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Em chúc các thầy cô luôn được luôn có sức khỏe và để truyền đạt những kiến thức cho học sinh và ngày càng trẻ khỏe. Dạ, vâng, hay rồi. Nhân ngày 20 tháng 11 thì em chúc quý thầy cô cùng tất cả các giảng viên và các cán bộ của trường Đại học FPT tại cơ sở Hồ Chí Minh và tất cả các cơ sở của Đại học FPT có một ngày nhà giáo thành công và mọi người luôn tràn đầy nhiệt huyết với tất cả các bạn sinh viên của FPT. Cái ngành giảng dạy á, là một cái ngành gọi là đầu nguồn của phát triển nhân tài. Thì em xin nhân ngày 20 tháng 11 em xin gửi lời chúc tới tất cả các thầy cô ở trường Đại học FPT những cái lời chúc sức khỏe và luôn có tinh thần tốt nhất để luôn giảng dạy được những bài học tốt nhất cho tụi em, truyền cảm hứng cho tụi em trong làm nghề.